Cảnh Điềm bị bạn trai cũ phát tán 3 clip nóng để gán nợ hơn 13 tỷ, sốc tới mức giải nghệ gần 2 năm. Cư dân mạng xứ Trung dậy sóng trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa dùng ảnh và clip để gán nợ. Nguyên do xuất phát từ việc cựu vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc nợ nần chồng chất do nghiện cờ bạc và không có khả năng chi trả. Cụ thể, phóng viên kinh tế nổi tiếng Lý Vi Ngao cho biết, soái ca bóng bàn đã vay nợ 4 triệu nhân dân tệ hơn 13 tỷ đồng và mới chỉ trả được hơn 3 tỷ đồng. Vậy nên Trương Kế Khoa đã gán khoản nợ còn lại bằng 3 video và một ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm. Sau đó, chủ nợ đã dùng loạt hình ảnh nhạy cảm này để buộc nữ diễn viên trả nợ thay bạn trai cũ, nhưng cô đã kiện ngược chủ nợ. Hiện chủ nợ của Trương Kế Khoa đã nhận tội và vẫn đang trong quá trình thụ án. Do đó, nguồn tin này khẳng định vụ việc giữa diễn viên và bạn trai cũ là một vụ án hình sự, chứ không phải là tin đồn vô căn cứ. Trước đó, Cảnh Điềm từng chia sẻ rằng năm 2019, cô đã trải qua một chuyện vô cùng nghiêm trọng, ám ảnh tới mức phải rời khỏi showbiz gần 2 năm. Nữ diễn viên đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không nói chuyện với bất cứ ai. Trùng hợp thay, đây cũng là khoảng thời gian đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh tuyên bố chia tay với bạn trai Trương Kế Khoa sau 1 năm hẹn hò. Về phía Trương Kế Khoa, khi phóng viên trực tiếp hỏi anh liệu có chuyện anh nợ nần chồng chất vì đánh bạc và cho người khác xem ảnh riêng tư của một nữ diễn viên trong showbiz hay không, bạn trai cũ Cảnh Điềm trả lời không. Khi tiếp tục bị phóng viên chất vấn, Trương Kế Khoa cúp ngang cuộc gọi. Tân Kinh Báo khi đó không thể liên lạc với Trương Kế Khoa. Tính đến nay, Trương Kế Khoa đã liên tiếp đưa ra 2 văn bản phủ nhận anh nợ nần bán ảnh và clip của Cảnh Điềm. Mặc dù phía đại diện của Trương Kế Khoa đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cư dân mạng vẫn bày tỏ bán tín bán nghi trước thông tin này. Đa phần các ý kiến đều thể hiện sự cảm thông với nữ diễn viên, đồng thời công chúng còn chỉ trích bạn trai cũ vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của cô nàng. Cho tới thời điểm hiện tại, Cảnh Điềm vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa hẹn hò vào năm 2018, đến tháng 5 năm 2019 họ chia tay nhưng không công bố nguyên nhân. Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền trong suốt 1 năm, nơi diễn viên bị vận động viên bóng bàn xem như cây ATM rút tiền. Người đẹp Tư Đằng đã chi hơn 10 triệu nhân dân tệ, 1,45 triệu đô la cho Trương Kế Khoa trả nợ. Không những vậy, Trương Kế Khoa còn lừa tiền cha mẹ Cảnh Điềm, bảo rằng anh cần tiền mua biệt thự ở Thanh Đảo, làm nhà tân hôn sau ngày cưới để họ chuyển tiền hỗ trợ con rể tương lai. Lý Vi Ngạo cho biết sau khi chia tay Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa lao vào trò đỏ đen và nợ 5 triệu nhân dân tệ, 727 đô la. Theo Lý Vi Ngạo, Trương Kế Khoa được biết đến là đàn ông đê tiện, chuyên đùa giỡn và có thói quen chụp ảnh nóng của bạn gái cho mục đích xấu. Không chỉ chia sẻ ảnh riêng tư của người tình với bạn bè, anh còn dùng chúng để đe dọa, uy hiếp bạn gái trả nợ thay. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với Cảnh Điềm, bạn Trương Kế Khoa từng gửi nhầm ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên Hồ Phương cho cô, nhưng xóa ngay sau đó. Khi Cảnh Điềm hỏi bạn trai về vấn đề này, Trương trả lời, chỉ có em ở trong tim anh. Trương Kế Khoa sinh năm 1988, từng là vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc. Anh là tay vợt thứ 4 trong lịch sử giành giải Grand Slam bóng bàn, gồm 3 danh hiệu: giải vô địch thế giới 2011, cúp vô địch thế giới 2011 và huy chương vàng Olympic London 2012. Trương Kế Khoa cũng nổi tiếng ở giới giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai như tài tử. Năm 2019, Trương Kế Khoa rút khỏi các giải đấu lớn quốc tế vì lớn tuổi và chấn thương triền miên. Theo Kiwi, Kế Khoa nghiện cờ bạc nặng. Anh cá cược từ năm 2004 khi mới 16 tuổi. Cựu vận động viên là khách quen của sòng bạc ở Macau, Trung Quốc, Myanmar, Campuchia. Năm 1988, Cảnh Điềm được nhận xét là diễn viên có nhan sắc nhưng có hạn chế về kỹ năng diễn xuất. Người đẹp được o bế trong giới giải trí Hoa ngữ và góp mặt trong hàng loạt dự án lớn như Trường Thành, Kong School Island, Dragon Warriors Down, From Vegas to Macau, Tư Đằng.